Hồi bé chắc chắn ai cũng từng được các phụ huynh thúc vào đít để học tiếng Anh. Tôi còn nhớ rõ quyển sách Let's Go hồi cấp 1, nó còn to hơn cả cái cặp của mình và thường xuyên bị bố mẹ lôi ra để nhắn nhủ như thế nào. Lời nhắn nhủ nó ăn vào từng thớ mông mỗi khi điểm kém, quên thế mợ nó được. Tiếng là tiền, bố tôi nhắc đi nhắc lại câu nói đó khi tôi ăn điểm 4 môn Anh. Tiếng là tiền, bố thằng bạn tôi đè nó ra từ bé, đến bây giờ nó là cao thủ tiếng tàu. Tiếng là tiền, bố thằng bạn khác của tôi đè vào tai tôi khi tôi và nó đang học tiếng Anh. Tiếng là tiền, tôi nghĩ ở đây không chỉ là ngoại ngữ, và có lẽ không phải ai cũng hiểu điều đó. Ngày ấy là tầm năm 2000 đổ đi, tiếng Anh là một cái gì đó thuộc tầm vũ trụ. Các anh chị 8X về gõ đầu các em phải học tiếng Anh, các bố mẹ đi làm công chức về cũng phải đồ xô đi học tiếng Anh. Các uốn tiểu như mình thì mượn cớ học tiếng Anh để được chơi game nghe Photo Horde mỗi trận đi đầy. Và tôi còn nhớ rõ điểm tiếng Anh nó như kiểu là kim bài miễn tử mỗi khi bảng điểm về, mỗi kỳ họp phụ huynh. Bố thì học 14 môn mà cả 13 môn chết là thế nào? Tôi thì nhưng mà điểm tiếng Anh của con cao nhất lớp 9 phẩy cơ mà. Bố thì xúc cầm liền. Tiếng Anh ngày đó rất quan trọng bởi vì đất nước mới bắt đầu mở cửa, internet về và ai cũng cần học tập để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Các bố mẹ chỉ muốn con mình cập nhật kiến thức để không bị tụt hậu như họ trong thời đại đó. Nhưng tiếng đâu chỉ có ngoại ngữ. Tiếng, ngôn ngữ chỉ dành cho một mục đích duy nhất là truyền thông. Truyền tải thông tin mà sai thì tiếng rời cũng vô dụng. Tôi nói anh không nghe thì tôi phải tìm cách khác nói cho anh nghe. Nói đủ kiểu mà vẫn không nghe thì mời anh về, chui vào chạn. Đó là tác dụng của tiếng. Tiếng là tiền, rất đúng, nhưng nó không thể chỉ nằm ở phạm trù ngoại ngữ được. Trong những năm qua, tôi rất may mắn gặp được vô cùng nhiều người giỏi, giỏi ở cái tầm mà tôi đứng trong đám đông những người đó cảm thấy mình như là Frodo đang đi tìm nhẫn giữa rừng các Legolas đẹp trai vậy. Nhưng ở vị trí tâu hài đó, tôi được quan sát và học tập những điểm mạnh của họ, và sau khi ngẫm nghĩ lại thật kỹ, tôi thấy rằng tất cả bọn họ đều có một điểm chung, đó là họ rất hoạt ngôn. Hoạt ngôn không phải là nói nhiều. Họ giao tiếp rất tốt và đi vào rất đúng chủ đề, đúng đối tượng và đúng cái cần phải nói. Theo cách khác, họ nói đúng ngôn ngữ của người đối diện. Nếu tôi cần tiền, anh nói với tôi về tiền. Nếu anh cần kiệm, tôi sẽ nói với anh về anh kiệm. Còn nếu tôi cần cù, anh đừng cù tôi, hãy để yên tôi làm việc. Đánh vỡ mồm mày ra rồi. Trong hầu hết các tình huống, những người này đều có cách giao tiếp sao cho hiệu quả nhất. Họ rất uyển chuyển trong ngôn từ, và nếu vốn từ của họ hạn hẹp thì họ sẽ có cách khác để khiến cho người khác hiểu. Việc sử dụng ngôn ngữ này thể hiện rõ nhất khi họ bắt tay vào nghiên cứu một ai đó. Tôi đứng sau lưng anh, một người làm content. Anh ngồi mò mẫm từng clip TikTok, học cách các em nhỏ múa may và học từng từ họ nói, hiểu từng chữ trên caption. Từ một thanh niên già cỗi viết nội dung cho các chú, các bác, anh biến hình thành một thanh niên chầu tre, dùng tin cốt và lên rừng bác bó hái mim tươi về cho các đàn em. Với chú, với bác, anh sử dụng ngôn từ rất nghiêm túc, luôn đi thẳng vào vấn đề và không hề cợt nhả. Nhưng với các em, anh chỉ cần một cái meme thôi là đã bán được hàng rồi. Ở đây anh nói được ngôn ngữ của độ tuổi từ 45 cho đến 50 và từ 18 cho đến 24. Như vậy là anh có thể tiếp cận hai đối tượng khách hàng hoàn toàn khác nhau, và nếu khéo léo, anh có thể biến họ thành những khách hàng trung thành. À, nói về độ khéo léo thì anh này thuộc dạng bậc thầy rồi. Trong thời buổi hiện tại, khi mạng xã hội càng ngày càng rộng mở, việc tiếp cận khách hàng gần như là thử thách lớn nhất của mọi người, mọi nhà. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ai cũng than phiền về việc bỏ ra cả đống tiền quảng cáo mà lại chẳng có một đơn nào hết. Ngôn ngữ chỉ là một phần nhỏ của vấn đề, nhưng đó lại là phần cực kỳ quan trọng. Nếu bạn có thể nói được ngôn ngữ của mọi người, bạn có thể bán hàng cho mọi người, có thể liên kết với tất cả mọi người. Nhưng đừng nghĩ ngôn ngữ chỉ là những câu, những từ, tiếng nói. Nó còn có thể là video, hình ảnh hoặc những câu chuyện ngắn, dài. Người xem video sẽ được nhìn và nghe cùng một lúc. Bạn có thể tiếp cận họ bằng cả hai ngôn ngữ là hình ảnh và âm thanh. Một bức hình có thể cũng hiệu quả nếu cả hình ảnh đủ câu chuyện và caption đủ hấp dẫn. Đó là chưa kể đến vị trí địa lý của từng đối tượng cũng cần có những ngôn ngữ khác nhau.
Người ở Hà Nội sẽ chẳng mấy khi gọi cà phê sữa đá, và người Sài Gòn sẽ khá lạ lẫm với từ cà phê nâu. Cà vẹt xe á? Thôi nào, ý bạn là biển số đăng ký xe á? Bạn muốn nói chuyện với ai? Bạn có chắc bạn biết ngôn ngữ của họ không? Ngôn ngữ của giới trẻ là gì? Thành thị ra sao? Đây là những câu hỏi đầu tiên bạn cần đặt ra khi bắt đầu giao tiếp. Và sẽ thật tuyệt làm sao khi mình nói nửa câu họ đã hiểu ngay ý của mình là gì. Tiếng là tiền, đúng vậy. Nhưng để học được tiếng, bạn cần phải đi học. Và trong thời buổi này thì tiếng nằm ở mọi nơi. Tiền học gần như là miễn phí. Và bạn có thể chủ động tiếp thu những kiến thức đó ở mọi lúc, mọi nơi. Dù viết khá là nhiều, nhưng hiện tại tôi mới chỉ nói được ngôn ngữ của tuổi 20 cho đến 25, một chút của 25 đến 30 và hoàn toàn mù tịt với ngôn ngữ của 30 đến 40, tạm gọi là bập bẹ biết nói và còn phải học rất nhiều. Còn bạn thì sao? Ngôn ngữ của bạn là gì? Hãy chia sẻ với nhau trong phần bình luận bên dưới nhé. Hy vọng các bạn thích video lần này và đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và đừng quên nút chuông thông báo nhé. Nếu các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Samurai và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace.